Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng Trek Series 1, một thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới về dòng đua. Đây là thương hiệu Mỹ các bác nhé. Nếu các bác nào đã từng tìm hiểu qua về xe thì không thể lạ với dòng xe Trek này rồi. Giờ em sẽ đi vào đánh giá ngay chi tiết xe Trek 1 Series 1.2. Vâng, chiếc xe mông có tông màu đen. Check One Series màu đen các bác nhé. Ở dưới đoạn dưới khung này thì có thêm những màu xám và đỏ rất là hài hòa. Đây là phiên bản của series 1 dòng đua. Có thể thấy đây là trên cọc yên thì là logo của Bontrager. Bontrager là một hãng làm phụ tùng độc quyền của Trek cũng như của Mỹ. Bontrager. Vâng. Vâng, các bác thấy đây yên cũng yên hãng và yên zin của xe là Bontrager. Yên thì còn rất là mới. Em đánh giá chiếc xe này trên 90%. 90% xe. Cọc yên và yên nguyên bản theo xe, nguyên zin. Tiếp theo là đến cổ phốt thì cũng là của Bontrager. Đây, logo đây. Ghi đông Bontrager nguyên zin nguyên bản theo xe. Và chiếc xe này khung thì được làm bằng khung hợp kim nhôm Alloyx. Máy cối nổ các bác nhé. Khung nhôm siêu nhẹ. Và trên khung xe có đề là 50 cm. Vâng, đây cũng là size đứng của xe. Phùa các bác từ 1m60 đến 1m72. Có thể đi vừa size này. Các bác có thể thấy đây nước sơn rất là mới. Hầu như rất ít những vết xước. Chỉ những vết xước nhỏ li ti như này, không đáng kể. Ở trên khung xe càng nhôm, chiếc xe rất là nhẹ các bác nhé. Bộ vành vành đĩa. Bộ vành của Galaxy. Vành hiệu. Các bác có thể thấy đây là lốp lốp chọc, nhưng mà đây nhìn nhé, nhìn rất là mới các bạn. Rất là mới. Thông số lốp là 700 × 23C. Đây bộ vành rất là đẹp. May ơi. Bộ phanh ba được trang bị bộ phanh ba mảnh. Trên trước khung xe, đầu xe đây thì có một biểu tượng cái khiên. Vâng, đây. Khiên là biểu tượng của hãng Trek. Xe được trang bị bộ tay lắc của Shimano Sora. Bên này bên lip. Bên đĩa cũng ở Shimano Sora. Bộ tay quấn.
rất là êm. Đùi đĩa, đùi đĩa hai tầng của Shimano Soda, củ đề của Shimano Soda nguyên bản theo xe, đùi đĩa đen các bác nhé, may ơ cối nổ. Đấy, các bác có thể nghe thấy tiếng cối nổ đấy. Được trang bị đây clip của Shimano 2, 4, 6, 8, 9 9 lít 2 đĩa cho xe 18 tốc độ. Vâng, đây là một chiếc check nguyên bộ group của Shimano Soda, clip clip trắng. Vâng, chuyển động. Vâng, nguyên bộ group của Shimano Soda 9 tầng lip, lên lip. Vâng, chuyển động rất là tốt. Lip stick của Shimano. Vâng, chuyển động rất là tốt các bác nhé. Vâng, đây là một chiếc mang thương hiệu Mỹ của Check One Series 1.2. Trên là bản series đầu tiên của dòng đua Check. Sử dụng đây, tất cả phụ tùng của Bonchanger. Nguyên bộ group của Shimano Soda. Mayer cối nổ. Lip, clip rất là mới của Shimano. Vâng. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Check 1.2, và các bác quan tâm thì hãy nhắn tin Zalo 0975 709 93 để được tư vấn. Và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em mức giá 12.800.000, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bác đồng thời các bác hãy lên YouTube theo dõi kênh Kia Xe Đạp và nhớ chiếc chuông để xem những chiếc xe mới đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.